Xin chào các bạn, giới thiệu các bạn đây là cái quạt làm mát bằng hơi nước. Cái quạt này thì giống quạt điều hòa, nó không phải điều hòa nhiệt độ, nó chỉ sử dụng quạt và hơi nước, nhưng nó có thể giảm nhiệt độ xuống được khoảng độ 4 đến 5 độ C so với nhiệt độ thông thường. Đây thì là chỗ đổ nước. Các bạn thấy đổ nước vào đây. Một lần đổ nước thì có thể đổ được 14 lít. Các bạn thấy nhìn thấy đổ đây, vạch nước vào đây. Đây đang là khoảng độ 6 lít. Đấy. Quạt này thì với sử dụng điện áp là 220V, công suất tối đa cả bơm nước là 230W, lưu lượng gió là 5.000 m³/giờ. Cái mã quạt này là cái quạt của hãng Feen, rất là tốt, chất lượng nhựa rất là tốt, không như loại quạt thông thường ngoài thị trường. Đây là công tắc, đầu tiên là bật công tắc lên thì sẽ có điện nguồn để công tắc bơm, và bật sẽ bơm nước. Đây là bật cái điều hướng mà tự đảo đi đảo lại. Đây là công tắc bật chế độ quạt. Nước đầu tiên là mức yếu nhất, bước thứ hai là khỏe, và bước thứ ba là khỏe hơn. Các bạn thấy nha, rất là mát, tiếng quạt rất là mạnh. Nhưng mà nếu thông thường ở trong phòng diện tích khoảng 3 m², bạn dùng cái quạt này rất là ok, và dùng một công sở nhiệt độ rất là mát những ngày hè này. Trên thị trường này thì cái quạt này đang bán với giá cứ khoảng độ 5 triệu đồng. Nó không có hệ thống điều khiển từ xa thì giúp cho quạt bền hơn, và sử dụng những nút cơ đơn giản như này. Nhưng có những phiên bản mà quạt điều khiển từ xa thì mình thấy chất liệu rất là ok. Quạt này thì kích thước chiều rộng khoảng độ 50 phân, chiều dày của nó khoảng 35 phân, cao khoảng 1m2, rất là mát. Đây tôi có thể để ra cho các bạn xem, có thể rất là mát, gió rất là to. Nó rất là to, rất mạnh, về số nhỏ, không có tiếng ồn những loại quạt khác ngoài thị trường. Quạt này thì chúng tôi bảo hành 1 năm. Các bạn không muốn nó quay, muốn nó thẳng một chỗ thì bạn đợi khi nào cái điều hướng là nó chuyển vào đúng hướng là tắt này đi. Nếu mà trời mà bình thường thì bạn không cần bơm nước thì bạn tắt này lên. Những ngày hè nóng, nhiệt độ như hôm nay đang khoảng độ 40 độ, độ mà hiện tại bây giờ môi trường bên ngoài đang là 40,5 độ. Thế sau đây khi mà đặt vào đây thì bạn nhìn thấy nhiệt độ của cái máy này sẽ hạ xuống rất là nhanh. Bạn nhìn thấy đây, một cái tôi đã để từ lâu rồi, cái nhiệt độ đang hạ xuống còn 29,5 độ. Đó, cái này đang hạ xuống. Đây là tôi để trên này, bạn xem một chút, nhiệt độ đang rất là cao. Đấy, tôi để đây, đây nhiệt độ đang giảm xuống. Úi dồi, cái này nhiệt độ đang giảm xuống. Nó là lệch nhau với khoảng độ 9 độ. Các bạn thấy nhiệt độ nó giảm rất là nhanh. Đây là 33 độ rồi. Đây sử dụng nước bình thường. Nếu các bạn mà sử dụng nước đá thì nó rất là lạnh. Rồi. Cái này trên này thì nhiệt độ đang tăng lên là 34 độ rồi. Đấy, môi trường bên ngoài rất là nóng. Đây là cái máy này là đo nhiệt độ. Đo độ ẩm, cái là đo nhiệt độ mà mình thấy. Máy thông thường nó có thể làm giảm nhiệt độ xuống khoảng độ chắc khoảng độ 30 độ với những môi trường như thế này. Đang giảm tiếp xuống.
khoảng tầm một cái máy thông thường đấy. 30. Đây, cái này độ bên ngoài bây giờ đã lên 38,8 độ. Hiện tại đây nó giảm 29 độ, nó là nhiều là 9 độ, 8-9 độ, rồi chắc chắn rất là mát. Trên này nó vừa được tăng luôn. Cái môi trường thì nó vừa được tăng luôn.